Đây là quang cảnh của Gô Bến Tre. Gô Bến Tre nằm tại đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Các bạn có thể đi hướng ra cầu Hầm Luông để mình tìm Gô Bến Tre nha. Thì nó nằm ở phía tay trái. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cho các bạn tham quan nha. Phía trước mặt tiền của Gô Bến Tre có quán cà phê Lê Cao. Quán này khá là nổi tiếng ở Bến Tre bởi vì có một không gian hiện đại. Có một quán nằm ở Hồ Trúc Giang đó các bạn. Đây là quang cảnh bên trong khu mua sắm và các quầy của các tư nhân khác thuê trong đây. Theo mình nhìn ban đầu thì các quầy khá là đầy đủ ở phía tầng trệt, nhưng mà ở phía tầng trên của Go thì có vẻ là chưa có ai mướn nhiều, cho nên còn khá là lẩm chẩm nha. Tầng dưới có các cái thương hiệu đồ ăn nổi tiếng như là đồ nướng của Hàn Quốc như Gogi House. Phía trước có lẩu băng chuyền Kichi Kichi. Lẩu băng chuyền này là rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Ở phía bên đây có một cái quán cà phê Amazon nhìn rất là hiện đại, lát nữa mình xuống mình sẽ ghé thăm mà mình uống thử nha. Cái chỗ này khá là nhiều người ghé, chắc phải là làm thẻ thành viên ở đây các bạn. Sẽ đi lên lầu trên để cho các bạn tham quan thử nha. Thank you.
bên trong có một cái quầy trò chơi rất là rộng. Mình tìm chưa thấy rạp phim, có thể là rạp phim sẽ mở sau này nữa các bạn. Đây là ở bên trong quán cà phê Lê Cao. Quán này có thể là rất là thân, rất là nhiều người biết rồi, cho nên rất là nhiều khách họ ghé đây họ uống. Với lại có một cái không gian rất là rộng, cho nên mình chắc chắn là trong đây rất là nhiều người sẽ ghé thăm đó các bạn. Bên dưới có đồ ăn kìa, bên dưới có bánh mì kìa, bên dưới có thử. Đây là khu ăn uống, rất là nhiều người vô đây để ngồi ăn nha. Có bàn ghế sẵn cho các bạn nữa, các bạn chỉ cần mua đồ ăn ở quầy, sau đó là mình đem đồ ăn ra bàn để mình ngồi mình ăn trực tiếp luôn nha.
Đây là cái túi đựng đồ của Go có giá là 8.800 đồng. Cho các bạn nào mà sau này mình đi mua đồ mình có thể sử dụng tái sử dụng cái túi này để tránh sử dụng túi ni lông nhiều các bạn. Không gian ở trong quán thì rất là hiện đại, rất là nhiều các cây xanh trong đây, mình nhìn có thể là nó sẽ mát mẻ hơn, thoải mái hơn. Phần trà sữa trân châu đường đen và một phần cà phê sữa cộng với một phần bánh, bánh này là bánh cam, bánh cái gì có hương cam đó các bạn. Nói chung là cũng hơi đắt một tí so với mặt bằng chung ở thị trường Bến Tre, nhưng mà so với chất lượng thì mình thấy cũng ok đó. Theo cảm nhận ban đầu của mình khi đến Go Bến Tre thì nó có một cái không gian rất là rộng và rất là tiện nghi nha. Có nhà xe, có mái che đầy đủ luôn.
Nói chung là cái không gian thoáng thì sẽ rất là nhiều người, rất là nhiều bạn trẻ người ta thích. Ở đây cũng có thể mình chụp hình check in rất là đẹp nha, rất nhiều góc sống ảo.